Gì mà lá ôm sùm vậy hả? Mày chịu lú mặt mày ra rồi hả? Ở nhà tao mà lú mặt cái gì? Nhà tôi nha, chứ không phải nhà ông đâu mà lú mặt lú nọ gì. Đây nè, tao tới tao chửi đặng mày lú mặt ra đó. Cái gì? Đây nè, mày á, mày xúi người ta nha, để mà mày cướp tài cướp lộc nhà tao trong năm mới hả? Cướp gì? Đây, đây mày xúi bà Thu nè. Mày xúi bà Thu nè, hai trái dừa nè. Mày coi nè, trái dừa này á, nó người ta đã kêu được trái dừa chưa hả? Cái trái đu đủ này nó đủ chưa? Nó vẫn còn thiếu mà, nó chưa kịp lớn. Trời ơi, nó mới vừa nở ra thôi là đã nhắc nó rồi. Lộc này là do ăn ở thôi ha. Làm sao mà ăn ở sao mới có lộc, đúng không? Chứ còn tự nhiên tao đâu có phải là tao qua tao cướp lộc nhà mày tao đem về đây đâu hết. Chuyện nào lúc là nói. Ôi tầm bậy tầm bạ không à, lớn già. Thôi đi hai người nè, em cảm thấy em ở bên đó không được nghe Thu ha. Qua đây ở, nhà anh rộng mà ha. Ở chỗ nào cũng được, muốn làm gì làm, ở thoải mái không ai la một tiếng luôn á. Tối ngày không ai nói tới gì một tiếng không có la. Bây giờ sao? Muốn ở bên này hay muốn ở bên kia? Bước qua bên đây. Không phải chuyện của bà, để tôi nói chuyện với ông. Mày ngon mày qua mày rước đi. Mày rước về làm mẹ mày đi, ở mày làm vợ mày đi. Làm gì cũng được miễn là Thu về đây là tao chấp nhận nghe. Chứ đừng ở bển, ở bển mà gặp cái thứ cái thứ mà ốm o gầy mòn tối ngày ăn nói cái tối bậy nó bạ hay không nói gieo tiếng ác cho người ta không à. Nhịn gì tôi nói ông á, nhịn gì tôi vô. Sợ mày quá tao nhịn vô mày. Thôi bà gây nhau hoài vậy anh sao? Dạ con xin lỗi. Gây không được hay ổng qua đây em kiếm chuyện theo. Thôi dạ, dạ thôi bớt nóng. Tôi nể mấy đứa nhỏ tôi nể. Dạ. Mày nể là mày làm gì tao hả? Bộ mày không có tiền mày đi mua ba cái thứ này à? Lượm đem đi khác hai cho mày. Lượm đem về để bàn thờ ổng cúng đi. Dạ đấy con đem về, đưa bà đưa đem về bản cúng mà đưa tao kia đi vô. Thì con ông nói thôi với ông khoái lắm mà sao tế ơi tế